Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thành Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Stick World Legacy nhé. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nha. Nó sẽ là cái động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và nếu video được 1000 like thì ngày mai chúng ta sẽ tập mới nhất của Stick World Legacy. Rồi và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Let's go, hôm nay tôi sẽ test cho anh em gọi là con mới ấy. Nha. Yeah. Mình thấy có mấy con ngựa nghiếc gì đó nhìn trông rất là đẹp. Hay chơi lính giáo ta. Ui, khổng lồ, có thêm loại khổng lồ mới này. Binh đoàn ngựa chiến đúng không anh em ơi? Chơi binh đoàn ngựa chiến không? Unlock và nâng cấp. Ôi, đây là ngựa cấp 1 anh em ạ. Ngựa cấp 1 nhìn có vẻ là khá là tù à. Nhìn tù vãi đạn á. Không được đẹp bằng ui, upgrade thì xem nó có đẹp hơn không. Đó, đánh nhau anh em ơi. Quan trọng mình nâng cấp cho cái nhân vật chính của mình anh em ạ, chứ mấy con này không quá quan trọng. Không, mình không biết là nâng cấp cho cái nhân vật chính của mình nó ở chỗ nào anh em ạ. Mình bắt buộc phải thua hay là như thế nào ta? Bó tay .com ấy, không biết là nâng cấp ở đâu luôn. Đây, nó chỉ có đi đánh vùng đất thôi anh em ơi. Holy shit. Đấy, oh. Vãi trưởng. Đánh nhau nào, nó người khổng lồ anh em ơi. Người khổng lồ chiến. Ý, rồi ơi, bạn ơi vào đây. Tôi cần một thằng lính quen. Mày nhờn. Ngựa chiến lên. À, người khổng lồ trắng anh em ạ. Người khổng lồ trắng này. Ok. Ngựa. Ui. Hi. Đẹp thế. Ngựa đẹp thế em ơi. Ấy à. Ngựa đâu rồi? Sao không thấy ngựa nhỉ? Rồi ok. Sao đi. Có đấy chỉ đánh nhà thôi à? Ấy à. Đánh ngay. Chúng mày đánh ngay. Chúng phải đánh ai hả? Uầy, bọn ngựa nó sọc cái gì đó anh em, nhìn trông xịn thế. Sọc này, sọc với chúng tôi này. Tụi mình đã tắt quảng cáo hết rồi anh em ạ, anh em yên tâm. Một điều là như vậy, nó không sẽ không có hiện lên nữa đâu. Con ngựa khỏe quá. Level 2, rồi, nâng cấp lên, upgrade. Rồi ôi, ngựa trông đẹp nhờ. Ui, ngựa đẹp quá anh em ơi. Kỵ binh. Chúng ta chơi một team gọi là full ngựa nhỉ. Bọn này biết nó không phải là cái gì đó quá là mạnh đối với mình cả. Mình bán một cái mình mua con ngựa luôn. Hợp lý không? Mình muốn cho nó quân nó đông lên tí. Mình chưa mua ngựa vội thế mình mua luôn một thể anh em nhỉ. À, khổng lồ. Ném bom tự sát à? Spartacus à? Vào đây. Mày nhờn. Ây da. Con lợn này 150. Mình để nó đông tí anh em ạ. Để xem nào. Chứ mua từng con thì nó dễ quá. À. Được bao nhiêu máu? Được bao nhiêu máu cưng? Ây da. Bốn phết nhà mình sợ nhất bọn cùng anh em ạ. Bọn khổng lồ mình không sợ. Bọn khổng lồ của đây là bọn linh hồn, bọn bóng ma anh em. Khổng lồ bóng ma. Không xoắn bọn này. Sợ mỗi con này thôi này, thấy chưa? Ây à, con lợn nhà mày, thôi rồi, mua quân, lên, đẹp thế nhờ. Ây cà chuồng, chúng mày vào đây, nào. Holy shit. À. Bị trúng đạn anh em ạ. Nhục như con cá nục. Thế mình nhục chứ nhỉ? Mình trúng đạn. Chứ mấy thằng này yếu mà anh em. Ôi à. Bắn xịt. Không phải tưởng tượng được tôi bắn xịt. Tôi bắn ở bắn xịt con này á. No. Bắn phát chết luôn hai con anh em. Đỉnh đấy. Có bắn cung nhá. Đấy, bắn cung ở đây à. Khó chịu thế. Cho vào một thằng này ra. Nó đỡ hộ mình anh em ạ. Con lợn bắn cung này. Mình không muốn mất quá nhiều máu ấy. Lên. Đứng đây làm gì. Nhưng mà chỉ đánh nhà thôi anh em. Đánh bọn nó đang cung đi. Đúng rồi.
là tốt lắm con trai. Mày chạy nhanh thế. Tao chưa kịp lên mày đã lên rồi. Ôi. Mình mua một thằng nữa để mình thủ nhà hàng, bảo vệ nhà hàng cái. Con lợn này mình muốn kiểu là gọi một phát ra cả một đống quân đấy anh em. Chết rồi. Tầm thế thôi anh em ạ, cũng không nhiều hơn được đâu. Xung phong đẹp thật sự, ngựa đẹp thật sự anh em ạ, con ngựa đẹp quá, phải nói con ngựa cực kỳ đẹp, quân ngựa kỳ đẹp nha, nó đẹp và nó xịn nữa. Lần này thì đối vào tao đấy, cái bom anh em ạ, mình chết rồi, chết vì bom. Đâu rồi, xung phong đây anh em, đúng rồi. Chít đồng này cơ mà. Đố các bạn giết được tôi. Uầy, quân tiếp viện đang tới anh em ơi. Cái này không có nông dân, mình làm nông dân luôn anh em nhá. Chúng ta làm nông dân luôn. À ok, nâng cấp cái này lên cái. Nâng cấp thằng nồi lên gáp. Nó còn lên được nữa cơ mà. Ui, đẹp thế nhở. Nhìn đẹp vãi. Bây giờ thành ngựa đồng anh em ạ, thời kỳ đồ đồng rồi. Tiếp tục đánh nhá. Game này hay. Ôi, cho đánh nhau với ngựa của nó anh em, nó cũng có ngựa nhá. Nó sẽ lao rất nhanh đấy. Phải nói lao rất nhanh nếu. Ui. À lúc ấy mình quên mình không nâng cấp cho nhân vật của mình cho nó khỏe hơn. Chết rồi. À đúng rồi anh em ơi. Tôi cách để nâng cấp. Có nghĩa là mình muốn nâng cấp khỏe hơn nữa ấy. Vẫn yếu á. Nhờ. Vẫn yếu quá. Upgrade đây là quân này, đây là thằng cung này. Phải thua thì mới nâng cấp được nha. Đây, nâng cấp giáp dùng một thứ gì đấy. Úi rồi. Full level rồi anh em ơi. Max level rồi, đây là max level rồi nha. Lên, bây giờ tao đấu nhau với mày đấy, tao sợ mày chắc. Tao lại sợ mày quá cơ. Max level dành cho thằng người bắn cung mình rồi anh em ạ. Nhìn khủng nhè. Nhìn khủng nhè, bắn mình bây giờ. Mình sợ cái này thôi anh em. Bắn cái chết một con mà. Ok, lùi lại cho nó quân nó lên đã. Bắn bọn cung khá khó chịu anh em ạ. Máu mình rất là trâu nha anh em, một mình có thể cân được. Bắn súng anh em ơi. Bắn súng tởm đấy. Lùi lại. Thôi. Đội kỵ binh đâu rồi? Tràn lên. Đúng rồi. Yeah. Mình thích kiểu này cơ. Mình thích mình mang theo quân của mình với anh em ạ. Bọn này láo thật sự luôn. Phá nhà, phá cửa. Hợp lý phết ta. Chúng ta đang đi càn quét tất cả anh em nhờ. Nó có khổng lồ đen xong rồi nhiều con lắm. Nói chung là nhiều con nó mạnh rồi á. Kiểu thích kiểu một đàn kỵ binh lao thẳng xuống như ở Lord of the Ring anh em ạ. Nhìn hay á. Yeah. Hello baby. Đã phát 300 đam cơ. Vào đây bạn ơi. Quân tiếp ra đây. Ra tiếp quân đi. Đợi mày lâu lắm rồi. Chờ xì. Ôi, yêu quý ơi, bắn phát nát nhà luôn rồi anh em ạ. Không cần phải quái nữa rồi. Bắn phát nát nhà rồi, sợ thật. Cần gì nữa đúng không? Bắn thì bắn, đúng không? Chúng ta phải bắn xa được không ạ? Ấy, Spartacus. Này chạy đâu vậy? Người khổng lồ trắng. Ui, có súng hải quân ạ. Có súng hải tặc anh em ơi.
Đây bọn hải quân rồi. Bọn hải quân mình bắn phát vỡ nhà nó luôn này. Đả bà luôn đấy. Anh em mình muốn nhiều quân ấy thì chỉ có cách là bắn nhiều thôi. Chỉ có lâu còn tốt thôi. Lùi lại đi. Không thể bắn xa được anh em ơi. Bắn xa mình nghĩ là cần lên tầm khoảng, ôi chưa chưa, ok 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 ok, ôi chết phải đi cưng. Tôi cần khoảng 4.000 tiền anh em, tôi nghĩ là khoảng 4.000 tiền gì đấy. Spartacus, hihi, không vào đâu cưng ơi. Tầm bắn của mình gọi là cực xa luôn. Ôi chưa, vội quá. Mình sợ thằng bắn súng rồi. Tầm bắn nó cực xa nha. Còn mấy con này, còn mấy con nhõi này. Lên. Ui, ôi đông đây. Nhìn xem. Đi đến đâu giết đấy nhá. Oh wow. Wow. Chết. Không bắn ở trên trời. Bọn này không bắn ở trên trời được thì mình gánh hộ vậy. Tiến lên nào. Đội kỵ binh đi đến đâu là quá sạch từ đấy. Và giờ chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhá. Bye bye. Game hay.